Chuyện bầy chim thiên nga. Ngày xửa ngày xưa, nhà xuất bản Dân Trí, tủ sách Alpha Books. Xưa thật là xưa, ở vương quốc xa xôi nọ có một vị vua rất đỗi nhân từ. Nhà vua có 11 hoàng tử và một công chúa xinh đẹp tên là Lisa. Họ sống đầm ấm bên nhau. Hoàng hậu không may mất sớm, nhưng các hoàng tử và công chúa sống rất thuận hòa và sung sướng. Các hoàng tử đều đeo ngôi sao trên ngực và gươm bên sườn, viết trên những tấm bảng bằng vàng với bút bằng kim cương. Cô em gái Lisa đọc những cuốn sách tranh trị giá cả nửa vương quốc. Ai ai cũng nhận ra ngay họ là các hoàng tử và công chúa đích thực. Một ngày kia, nhà vua có hoàng hậu mới. Kỳ thực, đó là mụ phù thủy độc ác với trái tim đen tối. Làm sao tống cổ được các hoàng tử và công chúa khỏi lâu đài đây? Cuối cùng, bà ta nghĩ ra một kế thâm hiểm. Tâu bệ hạ, thiếp sầu não vô cùng. Công chúa Ly Dơ trông ốm yếu quá, chi bằng gửi công chúa về thôn quê tĩnh dưỡng. Cứ làm theo ý nàng đi. Đuổi được Ly Dơ rồi, hoàng hậu lại tính kế tống khứ các hoàng tử. Trước mặt nhà vua, mụ cố tình ngã lăn ra. Mụ quằn quại như thể đau đớn lắm, rồi nước mắt lã chã, mụ van vỉ. Bệ hạ, cứu thiếp. Thiếp đau đớn thế này là bởi các hoàng tử ghét bỏ thiếp. Tin lời, nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ. Hoàng hậu nhân thế yểm bùa cả 11 hoàng tử, biến họ thành thiên nga. Mấy tên xấu xí các ngươi, hãy biến đi. Trong lốt thiên nga, các hoàng tử bay khỏi lâu đài. Thấm thoát, Ly Dơ đã tròn 15 tuổi. Nàng trở lại lâu đài, thậm chí trông còn xinh đẹp hơn trước. Nó trở lại rồi à? Nhưng ta sẽ bắt nó phải đi. Hoàng hậu độc ác xoa lên mặt Ly Dơ nước ép từ quả óc chó cho da nâu xỉn đi, và thoa mỡ thối lên tóc nàng cho bết lại. Trong chớp mắt, không ai có thể nhận ra Ly Dơ xinh đẹp nữa. Ôi, người là ai? Cút ngay khỏi lâu đài của ta. Nhà vua không nhận ra Ly Dơ nên đã đuổi nàng đi. Bị xua đuổi, Ly Dơ lang thang một mình trong rừng. Nàng sửng sốt vô cùng khi vô tình soi bóng xuống hồ nước. Một cô gái xấu xí lèm luốc đang nhìn nàng. Ly Dơ vốc nước hồ kỳ cọ thật sạch và lại xinh đẹp như xưa. Đi mãi, Ly Dơ gặp một bà lão mang một giỏ đầy ắp trái cây rừng. Cháu cầm lấy mấy quả dâu này mà ăn. Cháu cảm ơn bà. Sao cháu lại lạc đến tận đây? Cháu đi tìm các anh. Bà có nhìn thấy 11 hoàng tử ở đâu không ạ? Ta không gặp 11 hoàng tử nào, nhưng ta có thấy 11 con thiên nga đội mũ miện vàng trên đầu. Theo lời bà lão chỉ, Ly Dơ đến bên bờ sông đợi bầy thiên nga. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn mới thấy 11 con thiên nga bay tới. Tia nắng mặt trời cuối cùng vừa tắt, cánh của bầy thiên nga biến mất và 11 chàng hoàng tử xuất hiện. Các anh ơi! Ly Dơ! Ly Dơ và các anh ôm chầm lấy nhau, mừng mừng, tủi tủi. Hoàng tử cả thuật lại cho nàng nghe mọi chuyện. Vì yêu thuật của hoàng hậu, ban ngày các anh sống trong lốt thiên nga, chỉ tối trời mới trở lại thành người. Tội nghiệp các anh của em muốn đi cùng các anh.
sáng hôm sau, các hoàng tử lại biến thành thiên nga, bay vút lên trời. Nếu chúng ta sống ở đây, sớm muộn gì hoàng hậu cũng sẽ phát hiện ra. Lyser, hãy đi cùng bọn anh. Lyser cùng các hoàng tử gom lá liễu và cói đan thành một tấm lưới. Nếu thức suốt đêm, sáng mai chúng ta sẽ đan xong tấm lưới cho Lyser. Mặt trời ló dạng, bầy thiên nga bay vút lên. Mỗi con mỏ ngậm chặt một mép tấm lưới Lyser đang ngồi. Bầy thiên nga sải cánh bay qua biển rộng. Bất ngờ, bầu trời tối sầm và một cơn bão dữ dội đổ tới. Biển mênh mông, không tìm thấy nổi một bến đỗ. Trời cứ tối sầm mãi thế này, thì bầy thiên nga sẽ biến trở lại thành các hoàng tử và sẽ rơi xuống biển mất. Chúa ơi, xin hãy cứu chúng con. Lyser giáng sức cầu nguyện. Đúng lúc đó, nhìn kia, có một mỏm đá nhỏ dưới biển. Các hoàng tử xà xuống, đậu chen chúc lên mỏm đá. Họ đứng vây quanh Lyser, bảo vệ nàng khỏi sóng biển dữ dội. Sáng hôm sau, các hoàng tử lại mang Lyser trên tấm lưới và bay về phía đất liền. Họ bay qua một lâu đài tuyệt đẹp bồng bềnh trong mây. Đó chính là cung điện của bà tiên Morgana tài phép. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy đất liền. Lyser và các anh quyết định ở lại một hang núi có dây leo quấn quít như rèm thêu. Sau một chuyến bay dài cánh mỏi, các hoàng tử đã thiếp đi ngay. Lyser cũng ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không quên cầu nguyện. Xin hãy chỉ cho con cách cứu các anh. Đêm đó, Lyser nằm mơ gặp bà tiên Morgana. Công chúa Lyser, con có muốn cứu các anh không? Có ạ, con sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Con hãy hái cây tầm ma quanh hang và ngoài nghĩa địa, tước thành sợi, dệt thành 11 chiếc áo, rồi phủ lên bầy thiên nga. Chừng nào chưa đan xong, con không được phép nói lời nào. Nếu không, các anh con sẽ chết. Sáng hôm sau, Lyser đi nhổ cây tầm ma. Vừa chạm vào cây gai, tay nàng đã rớm máu và phồng rộp như phải bỏng. Nhưng nàng nén đau và bắt tay vào đan áo. Lyser miệt mài đan suốt đêm ngày. Bảy chim thiên nga thấy vậy thì nhỏ lệ. Nước mắt thiên nga rơi vào tay Lyser đến đâu, lập tức những vết thương liền lại đến đấy. Một ngày kia, Lyser đang ở trong hang đan áo. Một con chó săn bỗng sộc vào hang, sủa ầm ĩ. Xuyệt, im nào. Đúng lúc ấy, nhà vua trẻ bước vào và cứu Lyser khỏi con chó săn hung dữ. Cô gái, sao nàng lại ở một mình trong hang núi này? Nhà vua hỏi. Lyser chỉ lắc đầu. Nàng không nói một lời vì cái giá cho mỗi lời nàng nói ra là mạng sống của các anh mình. Có lẽ nàng không nói được. Hãy theo ta về lâu đài. Đây không phải là nơi nàng có thể sống một mình. Nhà vua để Lyser ngồi trên lưng ngựa và đưa nàng tới lâu đài. Về tới lâu đài, nhà vua ngỏ lời cầu hôn Lyser vì người đã đem lòng yêu Lyser kiêu diễm. Tuy nhiên, tên tổng giám mục độc ác hết lời phản đối. Tâu đức vua, cô ta là phù thủy, đừng để cô ta lừa phỉnh người. Nhưng nhà vua không nghe lời hắn. Người làm mọi thứ có thể để khiến Lyser vui, kể cả mang hết sợi tầm ma đã đập sẵn và áo tầm ma trong hang núi nọ về cung cho nàng. Lyser sung sướng vì lại tiếp tục được đan áo.
nàng đem lòng yêu nhà vua, người đã tìm mọi cách để làm vừa lòng nàng. Cuối cùng, lễ cưới cũng được tổ chức. Đích thân Tổng Giám Mục trao vương miện cho Ly Dơ. Hắn hằn học, ấn thật mạnh tay, cốt làm nàng đau. Ly Dơ không kêu lấy nửa lời. Mỗi tối, Ly Dơ vẫn ngồi đan áo, dù nàng đã trở thành hoàng hậu. Nàng đan đến chiếc áo thứ bảy thì hết sợi tầm ma. Cha ơi, mình phải đi tới nghĩa địa để hái cây tầm ma. Mình thấy sợ, nhưng vì các anh. Đợi đến đêm, Ly Dơ lẻn ra ngoài nghĩa địa. Tổng giám mục trông thấy, liền tâu với vua. Không thể nào có chuyện đó được. Nhà vua lắc đầu. Đến lúc chỉ còn một chiếc áo nữa phải đan thì sợi tầm ma lại hết. Ly Dơ lại đi tới nghĩa địa. Lần này nhà vua tận mắt thấy nàng nhổ cây tầm ma trong nghĩa địa. Người thấy đấy, cô ta chắc chắn là phù thủy. Dù không tin Tổng Giám Mục, nhưng vua không thể không nghi ngờ Ly Dơ khi tận mắt thấy nàng nhổ cây tầm ma ngoài nghĩa địa. Hãy nhốt hoàng hậu vào ngục. Nhà vua cho giam Ly Dơ trong ngục và ra lệnh để dân chúng xét xử nàng. Ly Dơ rất đau lòng. Mình đâu phải là phù thủy. Nhưng nàng không thể nói. Mụ phù thủy gớm ghiếc, giữ lấy thứ này của mụ mà mặc. Dân chúng nguyền rủa nàng, rồi ném hết chỗ sợi tầm ma và những chiếc áo đã dệt vào ngục cho nàng. Nhưng nàng cũng chỉ mong có thế. Mình sẽ đan xong áo. Đêm đó, một con thiên nga bay đến bên bậu cửa sổ. Đó chính là hoàng tử Út. Nhìn thấy anh trai, Ly Dơ càng cố đan nhanh hơn. Ngày mới hé dạng, tên lính gác mở cửa và hét lớn: Hỏa thiêu mụ phù thủy! Ngồi trên xe ngựa trở tới giàn hỏa thiêu, Ly Dơ vẫn tiếp tục đan áo. Dân chúng ùa ra phố và thi nhau ném đá vào Ly Dơ. Mụ phù thủy đang đan áo phép thuật, hãy xé hết chúng đi! Chính khoảnh khắc đó, bầy chim thiên nga từ trên bầu trời xa xuống, vây quanh Ly Dơ. Dần chúng chùn lại, xỉ tay nhau. Ôi, bầy thiên nga bảo vệ phù thủy. Nhưng đây là những chú chim mang thông điệp của chúa. Hoàng hậu không thể là phù thủy. Tên tổng giám mục tức tối, hắn cố đuổi bầy chim thiên nga đi. Hãy đưa mụ phù thủy lên giàn hỏa thiêu. Ly Dơ vừa kịp tung 11 chiếc áo dệt sợi từ sợi tầm gai về phía đàn thiên nga. Lạ chưa kìa, bầy chim thiên nga hóa thành 11 chàng hoàng tử. Chỉ riêng hoàng tử Út, vì chiếc áo chưa đan xong mà một cánh tay vẫn là cánh thiên nga. Các anh ơi! Ly Dơ! Bùa phép ác độc được hóa giải. Các hoàng tử và Ly Dơ vui mừng khôn xiết, nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc. Giờ thì tôi có thể nói được rồi. Tôi vô tội. Ly Dơ kêu lên rồi ngất xỉu trong vòng tay của các anh. Hoàng tử cả kể lại cho nhà vua nghe mọi chuyện đã xảy ra. Trong lúc đó, giàn hỏa thiêu bỗng đâm chồi nảy lộc, trở thành những bụi hồng nở hoa thơm ngát. Vua đã hiểu ra. Ngài bèn hái bông hồng trắng óng ánh như sao đặt lên ngực Ly Dơ. Nàng choàng tỉnh. Ly Dơ, ta xin lỗi vì đã nghi ngờ nàng. Ly Dơ mỉm cười hạnh phúc. Tất cả mọi người hò reo vỗ tay, cảm phục trái tim thánh thiện và lòng dũng cảm của nàng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau.